Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mẹ bếp Thụy Thảo. Và trong video ngày hôm nay, tiếp tục chủ đề của chúng ta là về tinh dầu tràm. Thì đối với tinh dầu tràm, mẹ bếp Thụy Thảo cũng đã làm khá nhiều video về những cái tác dụng của nó cũng như là các cách phân biệt thật rõ. Và trong video ngày hôm nay thì để trả lời một loạt các câu hỏi của ông bố bà mẹ, hỏi là chị ơi, cách tác dụng chính của dầu tràm dành cho bé sơ sinh, hay là bé sơ sinh dùng có bị kích ứng hay không, hay là cái cách phân biệt thật rõ bằng mắt thường như thế nào. Mẹ bếp Thụy Thảo sẽ tổng hợp lại chủ đề ngày hôm nay, đó chính là những tác dụng của tinh dầu tràm, cụ thể nhất là 7 tác dụng chính của tinh dầu tràm đối với bé nhỏ, bé sơ sinh cũng như là người lớn của chúng ta. Và trước khi mà chúng ta đến với tác dụng thì chúng ta cũng biết trên thị trường Việt Nam có hàng ngàn các loại mẫu mã tinh dầu tràm khác nhau, và thật có, giả có, pha lẫn tạp chất có, cũng như là những cái sản phẩm dầu tràm kém chất lượng trên thị trường cũng có. Chính vì vậy thì trong video ngày hôm nay, mẹ bếp thì Thảo sẽ chỉ cho chúng ta một cái cách đơn giản nhất để chúng ta nhìn bằng mắt thường để chúng ta đi mua dầu tràm đặt chuẩn cho con. Bởi vì chúng ta dùng là dùng cho các bé sơ sinh, dùng là cho các bé nhỏ, mà khi mà chúng ta bôi lên da, bôi lên cơ thể của bé mà nó làm những cái chất độc hại, những cái chất pha lẫn tạp chất vào trong sức khỏe của con thì nó rất là tội cho các bé. Rồi bây giờ thì mẹ bé thì Thảo sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách mà phân biệt thật giả bằng cái mắt thường nhá. Đầu tiên thì chắc chắn là khi mà chúng ta đi mua dầu tràm thì chúng ta nên chọn một cái nơi lớn, uy tín, chất lượng để chúng ta mua. Mua ở những cái gọi là qua tay, hay là mua những cái cơ sở mà nó chưa có gọi là giấy kiểm định đấy thì chúng ta không nên mua. Và đây, trên bàn mẹ bé Thủy Thảo cũng đang giới thiệu về cái sản phẩm tinh dầu tràm Huế. Thì ở tại shop mẹ bé Thủy Thảo tư vấn cho các mẹ là dòng sản phẩm này trước khi mà đưa vào trong shop thì mẹ bé Thủy Thảo tìm hiểu rất là kỹ và cũng thí nghiệm rất nhiều thì mới tư vấn cho ông bố bà mẹ. Và đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế này thì nó có giấy kiểm định đầy đủ tất cả những cái thông tin để chúng ta an tâm sử dụng cho bé nhỏ nhà mình. Đầu tiên thì tiếp theo đấy, chúng ta sẽ về cái một cái sản phẩm dầu tràm chúng ta bắt buộc là phải có mã vạch này, mã QR này, ngày sản xuất, hạn sử dụng này, từ cái nơi sản xuất của sản phẩm như thế nào. Bên đây thì nó sẽ có đầy đủ những cái thành phần, công dụng, cách sử dụng cho các bé và những cái lưu ý khi mà sử dụng dầu tràm. Ở đây mẹ bé thì Thảo giới thiệu cái dòng sản phẩm tinh dầu tràm Huế có hai loại, tinh dầu tràm hoa nén và tinh dầu tràm thường. Và lát nữa thì chúng ta sẽ đến với công dụng. Chúng ta sẽ đang ở cái phần đó chính là phân biệt thật giả. Thì ngoài cái việc là chúng ta có giấy kiểm định này, chúng ta thông qua cái việc là sản phẩm đầy đủ nguồn gốc trên hộp, trên lọ, trên chai, thì chúng ta sẽ đến với việc là chúng ta nhìn qua màu sắc. Chúng ta sẽ nhìn hai sản phẩm ở trên bàn của mẹ bé Thủy Thảo. Thì đây là tinh dầu tràm hoa nén và đây là tinh dầu tràm thường. Thì cái màu sắc khi mà chúng ta đối với tinh dầu tràm chuẩn, cái màu của nó sẽ là màu vàng nhạt hoặc là màu xanh đấy. Và đối với màu xanh hay màu vàng nhạt thì nó quyết định bởi việc là chúng ta nấu tinh dầu tràm bằng lá xanh hay lá đã phơi qua nhiều ngày hay là phơi khô kỹ thì nó sẽ ra được cái màu tràm khác nhau. Và cái điều quan trọng đó là chúng ta nhìn vào cái màu sắc của tinh dầu tràm. Đối với tinh chất của dầu tràm chuẩn, chúng ta sẽ thấy là màu của nó xanh trong như thế này, nó không có tình trạng đục đấy, và nó xanh trong. Cái điều quan trọng nữa là cái màu của dầu tràm này, chúng ta sẽ nhìn này, dù khi là mẹ bé thì Thảo pha với tinh dầu tràm hoa nén thì nó cũng đều là trong, chúng ta nhìn được không có tình trạng vẫy đục hay là cái tình trạng là pha lẫn tạp chất. Thì nếu mà chúng ta thấy là dầu tràm mà nó có dạng hai lớp, tức là nó có một cái lớp nước hay là một cái lớp nước lăng lăng nhỏ nhỏ ở bên dưới này là dầu tràm pha. Đấy là cái điều mà đơn giản khi chúng ta nhìn bằng mắt thường. Tiếp theo nữa, chúng ta kiểm tra bằng mắt thường là chúng ta cầm chai dầu tràm, chúng ta sẽ lắc thật mạnh. Ở đây thì cái cách lắc này thì chúng ta đến mua hàng ở tại shop thì chúng ta phải lắc rất là đơn giản. Chúng ta lắc sau 3 đến 4 giây nó về ngay vị trí ban đầu, nó không có tình trạng là sủi bọt trắng ngoài. Có những cái dầu tràm mà mình thấy trên thị trường hay là những bạn nào chào thị trường mình thì mình sắc lên bọt nó trắng ngoài luôn, nó không về được vị trí ban đầu. Và những cái dầu tràm đấy là dầu tràm pha tạp chất. Đấy, dù là cái dòng pha hoa nén thì chúng ta cũng thấy là sau 3 đến 4 giây nó về luôn vị trí ban đầu, nó có hoa nén ở bên trong như thế này. Đây là dầu tràm hoa nén. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sắc. Cái cách tiếp theo nữa mà để chúng ta nhận biết được thật giả thì chúng ta cho vào ly nước, dầu nó sẽ nổi lên trên nước và nó sẽ không làm cho nước bị đục đi. Đấy, chúng ta lưu ý nhá, bởi vì có những cái sản phẩm mà nó pha tạp chất thì khi mà cho vào nước thì dầu nó sẽ hòa tan luôn vào trong nước và nó không có tình trạng là nổi lên. Đấy, nó sẽ tan vào trong nước hoặc là nó sẽ làm vẫy đục nước đi. Đấy là cái cách mà chúng ta nhận biết bằng nước. Và một cái đơn giản nữa đó chính là chúng ta mở chai dầu tràm ra, chúng ta sẽ bôi lên tay. Nếu mà khi mà chúng ta bôi lên này, chúng ta có tình trạng là bết dính và nó cứ bết dính khó chịu
nhốt đấy, nó có nhốt và khó chịu thì đấy là dầu tràm hoa. Đối với dầu tràm chuẩn, khi mà chúng ta bôi lên tay nó sẽ loáng, sau đấy là nó sẽ thẩm thấu vào trong da, nó sẽ thẩm thấu vào trong da của chúng ta, nó không có tình trạng là nhớt dính nhất. Và cái điều quan trọng nữa là cái mùi dầu tràm chuẩn đúng thì nó sẽ, khi mà chúng ta mới mở ra chúng ta sẽ ngửi mùi hơi hắc, nhưng mà lúc sau thì chúng ta sẽ cảm thấy là mùi thơm từ cây tràm gió. Và một cái cách quan trọng nữa khi mà chúng ta đi mua dầu tràm, mà có một bạn từng gặp phải mua dầu tràm kém chất lượng mà nhắn tin lại cho mẹ bé Thùy Thảo, đó chính là đối với một chai dầu tràm thiên nhiên chuẩn thì cái mùi của nó không thể để được lâu. Có bạn nhắn tin là chị ơi em mua được một chai dầu tràm rất là chuẩn, em để 2-3 tuần em bôi lên da, bôi lên quần áo của bé, khăn của bé mà để được 2 tuần mà nó cũng vẫn không hết mùi. Thì mình khẳng định với bạn, khi mà một cái dầu tràm nào mà cho vào trong khăn của bé hay là trong áo quần của bé mà 2 tuần không hết mùi thì đấy là pha hóa chất. Bởi vì không có cái gì thiên nhiên mà để được cái thời gian lâu như vậy. Đối với dầu tràm thiên nhiên chuẩn, khi mà chúng ta bôi lên da thì cái thời gian mà cái mùi của nó mất đi được tầm 5-6 tiếng là nhiều. Nên là chúng ta lưu ý về cái cách nhận biết này nữa nhá. Chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được với sản phẩm tinh dầu tràm chúng ta bôi lên tay mà nó không có tình trạng ngứa, không có tình trạng bết dính thì đấy cũng là dầu tràm chuẩn. Đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng cho các bé sơ sinh thì đấy, sơ qua một cách về nhận biết bằng mắt thường. Bởi vì mình muốn nhấn mạnh rất kỹ về cái này. Mình thấy trên thị trường có những cái chai dầu tràm hàng 500ml mà chỉ có giá 40.000 thì mình giật mình luôn, bởi vì đấy chắc chắn là pha hóa chất. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với những cái tác dụng của tinh dầu tràm dành cho các bé nhỏ. Thì cái tác dụng chính của nó chính là kháng khuẩn. Kháng khuẩn ở đây đó chính là khi mà chúng ta tắm cho con này, chúng ta cho một vài giọt vào trong chậu tắm này, thì cái tác dụng kháng khuẩn này nó sẽ giúp làm diệt hết những cái nấm, những cái ngứa, những cái vi khuẩn nó ở trong nước cũng như là trên da cơ thể của con. Đấy, chúng ta có thể là dùng một cái máy xông tinh dầu, chúng ta xông ở trong cái phòng của bé thì nó cũng sẽ giúp làm sát khuẩn được ở cái không khí, giúp cho bé có một cái không khí trong lành, diệt khuẩn, diệt nấm mốc, và nó rất là tốt cho sức khỏe của bé, đặc biệt là bé sơ sinh, bé nhỏ. Cái tác dụng thứ hai của sản phẩm tinh dầu tràm đó chính là tránh gió, ho và cảm lạnh. Khi mà thời tiết thay đổi này, hầu như bé nào cũng bị gặp cái tình trạng là sụt sịt, ho, khò khè. Thì nếu mà bé đang ở cái tình trạng nhẹ, tức là chúng ta thấy là bé có nước mũi trong hay là sụt sịt, ho nhẹ trong cái lúc mà bé mới bắt đầu, thì chúng ta dùng tinh dầu tràm sẽ rất là tốt cho con. Còn khi mà bé đã nặng rồi, đờm đặc rồi, mũi đặc rồi, mũi xanh rồi, thì chắc chắn là chúng ta phải dùng đến kháng sinh. Dầu tràm thì nó là thiên nhiên nên nó chỉ có tác dụng là phòng, và cũng như là bé khi mà thời tiết thay đổi thì chúng ta nên bôi trước khi mà bé có dấu hiệu gì. Thì cái cách sử dụng ở đây thì chúng ta massage lòng bàn tay này, lòng bàn chân cho bé, ở vùng ngực của con thì treo chiều kim đồng hồ ở sau hai bên cánh phổi của con, thì đấy là cái cách massage để nó giúp cho bé tránh được cái tình trạng là ho hen, khò khè. Và ngoài ra nữa thì nếu mà các bé sơ sinh có tình trạng là khò khè, khụt khịt mũi ấy, thì chúng ta có thể là dùng tinh dầu tràm chúng ta xông. Thì khi mà chúng ta xông như vậy, nó sẽ giúp làm thông cái cung mũi của con và cũng giúp cho bé dễ thở hơn nhá. Các tác dụng thứ ba mà mẹ bé Thủy Thảo vừa nói đó chính là tác dụng trị ngạt mũi. Thì như mình nói, các bé sơ sinh rất là dễ bị tình trạng khò khè, ngụt khụt khịt cái cú mũi này đấy. Và cũng như người lớn của chúng ta thì chúng ta chỉ cần là bôi tinh dầu tràm vào một cái khăn nhỏ vào cái khăn quàng của bé, hoặc là chúng ta dùng máy xông tinh dầu, hoặc là chúng ta dùng nhỏ một vài giọt xung quanh chỗ bé ngủ, thì nó cũng sẽ giúp cho bé dễ thở, nó sẽ làm thông cái cú mũi của con và cải thiện cái tình trạng đó chính là ngạt mũi của bé nhỏ nhá. Tác dụng thứ tư khi mà chúng ta sử dụng tinh dầu tràm đó chính là giữ ấm cho con. Thì về các tác dụng giữ ấm của tinh dầu tràm thì chúng ta đều biết rồi, tác dụng chính của nó là tránh cái tình trạng hoen hoặc hè và giữ ấm cho bé. Chúng ta chỉ cần là massage lòng bàn tay, lòng bàn chân sau hai bên gáy vội thì nó sẽ giúp cho bé giữ ấm rất là tốt, đặc biệt là khi mà chúng ta cho bé đi chơi ra ngoài gió này, hay là chúng ta cho bé sau khi mà tắm xong này, chúng ta massage cho bé rất là tốt cho bé trong cái việc giữ ấm cho con. Tác dụng thứ năm đó chính là phòng và trị những cái vết côn trùng cắn. Thì phòng ở đây đó chính là chúng ta nên bôi vào những cái điểm mà bé hay bị muỗi cắn. Tức là chúng ta mặc áo dài cho con rồi thì chúng ta bôi ở bàn tay này, hoặc là ở vùng cổ này, ở vùng chân của con này, rồi chỗ bé ngủ thì chúng ta nên xông tinh dầu tràm này, và chúng ta nên bôi tinh dầu tràm lên quần áo của con, thì cái mùi của tinh dầu tràm
muỗi nó rất là kỵ, côn trùng rất là kỵ, nó sẽ không lại cắn đốt bé nữa. Và nếu mà bé không may bị cắn thì chúng ta bôi tinh dầu tràm lên trên cái vết cắn của con, thì chúng ta theo dõi nha. Nếu mà đúng tinh dầu tràm chuẩn thì cái vết cắn của bé nó sẽ bớt cái tình trạng sưng tấy và nó sẽ khỏi dần đi. Còn nếu mà dầu tràm kém chất lượng thì nó càng sưng đỏ hơn, thì chúng ta lưu ý nhá. Đấy là cách dùng tinh dầu tràm để phòng và trị được côn trùng. Tiếp theo, cái tác dụng thứ sáu của sản phẩm tinh dầu tràm đó chính là với những bé mà đầy hơi, khó chịu, rối loạn tiêu hóa hay đau bụng sinh lý, dù là bé sơ sinh, thì chúng ta có thể là tác dụng tinh dầu tràm để chúng ta massage vào bụng bé theo chiều kim đồng hồ này. Mỗi lần mà chúng ta thấy bé trứng bụng đầy hơi, khó chịu, chúng ta massage cho con thì tinh dầu tràm nó cũng sẽ giúp cho bé cải thiện cái tình trạng là đầy hơi khó chịu này rất là tốt. Cái tác dụng thứ bảy đó chính là nó sẽ giúp làm lưu thông khí huyết. Thì khi mà chúng ta sử dụng tinh dầu tràm thường xuyên mỗi ngày, chúng ta massage cho bé ở những vùng ngực, tay, lòng bàn chân, lòng bàn tay thì nó sẽ giúp làm lưu thông khí huyết, và ngoài cái việc là giữ ấm cho con, lưu thông khí huyết nó sẽ giúp cho bé yêu nhà mình phát triển một cách tốt nhất. Trong video ngày hôm nay thì nó hơi dài một chút đúng không ạ? Từ về cái cách nhận biết tinh dầu tràm cũng như là cái tác dụng của tinh dầu tràm, và mong là cái chia sẻ này của mẹ Bé Thị Thảo sẽ giúp phần thêm kiến thức để cho ông bố và mẹ của chúng ta chọn một cái sản phẩm chuẩn cũng như là đã biết cách sử dụng làm sao cho bé yêu nhà mình tốt nhất, phát triển một cách toàn diện nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi đồng hành cùng với mẹ bé Thủy Đạo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.